Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn thông tin tiểu sử của Minh Hà, là vợ ca sĩ, đạo diễn Lý Hải. Cô được đông đảo khán giả ngưỡng mộ như biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, luôn vui vẻ, nhí nhảnh, vừa gây dựng được gia đình hạnh phúc, vừa là nữ kiện tướng đắc lực trong sự nghiệp của chồng. Sinh trưởng trong một gia đình trí thức tại Hà Nội, Minh Hà được bố mẹ rất mực yêu chiều, cô luôn có một bản thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, cùng đời tư sạch, không scandal. Khi ngồi trên ghế nhà trường, Minh Hà là một cô hot girl nhí nhảnh, đáng yêu và năng động. Ngoài việc học, cô còn tự trau dồi bản thân bằng nhiều nghề tay trái như làm diễn viên tự do, tập múa ballet. Năm 2014, Minh Hà được mời tham gia DVD Chọn đời bên em 5. Lúc này hot girl mới là cô sinh viên 19 tuổi, trong sáng và ngây thơ. DVD cũng chính là khởi đầu cho mối lương duyên của cô với chàng ca sĩ nổi tiếng nhất thị trường nhạc Việt lúc bấy giờ. Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, cô tiếp tục theo học thạc sĩ ngành luật thương mại quốc tế tại ngôi trường đại học danh giá tại Anh. Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Minh Hà đã kết hôn cùng với Lý Hải trong niềm vui và sự chúc phúc của người thân và khán giả hâm mộ. Dù từng là một hot girl có tiếng, tốt nghiệp thạc sĩ luật, tương lai rộng mở, nhưng sau khi kết hôn với ca sĩ Lý Hải, cô không theo đuổi nghề nghiệp liên quan tới hành học của mình. Cô chọn làm quản lý cho Lý Hải nhằm hỗ trợ phát triển sự nghiệp của chồng. Chỉ riêng điểm này cũng cho thấy tình yêu mà hot girl dành cho chồng thực sự lớn lao. Sự hy sinh này xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của tất cả người hâm mộ. Năm 2017, cô lọt vào top 4 giải thưởng ảnh hưởng châu Á năm 2017 ở hạng mục gia đình. Gia đình hot girl Minh Hà, Lý Hải luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Với tài sản là những đứa con thông minh, xinh xắn. Hình ảnh đồng vợ đồng chồng của Lý Hải Minh Hà trong suốt 9 năm qua khiến khán giả vô cùng hâm mộ sự hy sinh và sẵn sàng bỏ qua tương lai sáng lạ vì mái ấm gia đình của vợ Lý Hải. Lý Hải không chỉ là ca sĩ thành công một thời, anh còn là diễn viên, nhà sản xuất phim có tâm, có tài. Ngoài ra, anh còn có 4 công ty riêng về bất động sản, kinh doanh bình chứa, xăng dầu và phân phối mỹ phẩm. Và đặc biệt nam ca sĩ còn có vợ đẹp, con ngoan, là mẫu người đàn ông vàng trong lòng nhiều chị em phụ nữ. Nhưng chính Lý Hải cũng thừa nhận nếu không có Minh Hà xinh đẹp, tài giỏi hỗ trợ, anh không thể có được ngày hôm nay. Không chỉ hoàn toàn trách nhiệm một người mẹ, người vợ, Minh Hà còn là kiện tướng, giúp chồng quản lý tất cả chi tiêu, lo toan mọi việc, quản lý một số công ty. Để Lý Hải toàn lực tập trung vào viết kịch bản và làm việc tại phim trường. Dù vợ chồng bận rộn, có nhiều công ty cần quản lý, nhiều dự án cần thực hiện, nhưng Minh Hà vẫn tự tay chăm 4 đứa con, đưa chúng đi học, chơi cùng chúng. Thỉnh thoảng khi có thời gian, Lý Hải Minh Hà đều đưa cả nhà đi du lịch. Không chỉ như hình với bóng, trong đời sống thường ngày, cặp đôi còn luôn song hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp, trong các game show và sự kiện quảng bá phim. Điểm nổi bật mà khán giả thường nhắc đến hot girl đó chính là cô hiện là bà mẹ của 4 nhóc tì. Mặc dù trải qua 4 lần sinh nở, nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng hoàn hảo, sự trẻ trung không thể ngờ tới. Trải qua nhiều năm, kể từ sau khi kết hôn đến nay, hot girl Minh Hà luôn được bình chọn là người phụ nữ kiểu mẫu, khi vừa có thể chu toàn được công việc, giúp chồng lại chăm sóc được các con, phát triển một cách toàn diện nhất. Chính vì thế, gia đình cựu hot girl luôn trở thành biểu tượng về một gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc và thành đạt. Hiện nay, gia đình hot girl có đủ nếp đủ tẻ với 2 bé gái, 2 bé trai. Cô luôn tự hào vì mình đã sinh cho chồng 4 thiên thần, giúp cho ngôi nhà nhỏ luôn ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Mặc cho dư luận đồn thổi, Minh Hà vẫn tự tin vào quyết định của mình và giờ cô đã thành công và hạnh phúc với chính quyết định của mình. Bên cạnh công việc và gia đình, cô còn là một giáo viên hướng dẫn cách giữ dáng, chăm sóc sức khỏe mẹ bầu và cách chăm con. Nhờ những kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con của mình, phương pháp mà cô hướng dẫn đều dựa theo các căn cứ khoa học nên được rất nhiều bà mẹ bỉm sữa yêu thích. Cô cũng xuất hiện nhiều hơn trên sóng truyền hình nhờ vào lượng khán giả đông đảo và sự quan tâm của công chúng. Mới đây, cô cùng Lý Hải tham gia show Sau Ánh Hào Quang. Những thông tin về cuộc sống gia đình của hot girl Minh Hà đã được chia sẻ chân tình, giúp cho cô càng tới gần với khán giả hơn. Các con của Lý Hải dù sinh ra trong gia đình có đủ điều kiện nhưng được bố mẹ giáo dục một cách tự lập từ nhỏ. Nam ca sĩ và vợ chọn cách tôn trọng sở thích và sự lựa chọn của các bé thay vì bắt ép chúng theo ý mình.
Bốn nhóc tì nhà Lý Hải Minh Hà càng lớn càng kháu khỉnh đáng yêu. Các bé còn được bố mẹ rèn luyện việc tự chăm sóc lẫn nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Cặp đôi thường xuyên đưa các con đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Đây cũng là cách vợ chồng Lý Hải muốn các con được tự do khám phá, trải nghiệm môi trường sống bên ngoài sau những giờ học tập ở trường. Trong showbiz, gia đình anh cũng được nhiều đồng nghiệp quý mến vì sự gắn kết và luôn tôn trọng giá trị của tình thân.